Xin chào quý anh chị đã đến với kênh chúng tôi. Chúc quý anh chị và các bạn có một buổi nghe truyện thật hay và vui vẻ. Nhớ like và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình với nhé. Cảm ơn mọi người. Trịnh trọng quan hỏi Nhạc Mông, "Nhạc tướng quân, theo ý của ngươi thì hiện tại cánh quân của Mạnh Hổ đang ở đâu? Chúng ta nên làm gì bây giờ?" nhạc mông trầm ngâm một lúc, sau đó cất tiếng nói. Cánh quân của mạnh hổ đi về hướng nào thì rất khó nói, bởi vì xưa nay mạnh hổ ưa dùng chiêu hư hư thực thực làm cho người ta khó mà đoán được. Ti chức cho rằng hiện tại chúng ta nên tăng thật nhiều du kỵ binh thám báo, gia tăng phạm vi và mật độ dò xét để có thể sớm tìm ra tung tích cánh quân của mạnh hổ, còn chuyện này nữa, nên dùng bộ câu báo tin cho đế đô. Đúng, 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 nhạc tướng quân nói rất đúng, Chúng ta hẳn nên cho bồ câu báo tin về đế đô. Ừ, nếu Nhạc tướng quân và Trịnh tổng đốc đều tán thành, vậy chúng ta lập tức báo tin. Nhạc Mông vừa dứt lời, Trịnh Trọng Quan và Lý Vũ liên tục gật đầu đáp ứng, nói thực ra hai vị tổng đốc này hoàn toàn không quan tâm gì đến chuyện bao vây tiêu diệt Mạnh Hổ. Trịnh Trọng Quan chỉ quan tâm đến việc hành tỉnh Tây Bắc sẽ phân chia như thế nào mà thôi, trong lòng Lý Vũ lại thầm nghĩ phải đuổi Mạnh Hổ ra khỏi lãnh thổ của đế quốc quan huy càng sớm càng tốt. Như vậy hắn mới có thể sớm ngày mang theo quân đoàn đông bộ trở về nhà. Thành Tiểu Tùng Lâm cách đế đô không tới 800 dặm, cho nên ngay sáng hôm sau Mông Diễn và Sử Di Viễn liền nhận được bộ câu đưa thư của ba người báo tin. Chờ Sử Di Viễn xem xong phong thư, Mông Diễn mới trầm giọng hỏi: "Sử Ái Khanh, theo ý ngươi, cánh quân của Mạnh Hổ hiện tại đang ở chỗ nào?" Sử Di Viễn nở nụ cười âm hiểm: "Nếu như thần đoán không sai, cánh quân của Mạnh Hổ hiện tại đang trốn trong một sơn cốc kín đáo nào đó trên sườn nam của Đại Hoang Sơn. Sơn cốc trên sườn nam Đại Hoang Sơn. Mông diễn hơi biến sắc. Chẳng lẽ Mạnh Hổ ngu ngốc đến mức định đi theo đường Đại Thảo Nguyên Mạc Nam hay sao? Khẳng định là không phải. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenfull.vn.com sử di viễn nói với giọng vô cùng quả quyết. Đại thảo nguyên mạc nam căn bản là tử lộ, đối với cánh quân của mạnh hổ, Kinh kỵ binh của đế quốc Tinh Hà là một mối uy hiếp rất lớn, nhưng đó cũng chưa phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là hiện tại đã là tháng 6, đến tiết trời tháng 10 toàn đại thảo nguyên sẽ bước vào mùa đông, cánh quân của mạnh hổ chắc chắn sẽ bị đóng băng trên đại thảo nguyên. Ừ. Mông diễn gật gật đầu. Vậy tên ngốc mạnh hổ này muốn làm gì? Sử di viễn âm trầm. Nếu như thần đoán không sai, mạnh hổ đang có ý định đánh chiếm trường đua ngựa cô sơn trường đua ngựa cô sơn mông diễn hỏi lại ái khanh nói là chiến mã của trường đua ngựa cô sơn sao mạnh hổ hắn muốn cướp chiến mã sao đúng sử di viễn trầm giọng nói cánh quân của mạnh hổ hiện tại đang cần nhất chính là chiến mã chỉ cần có chiến mã lực cơ động của cánh quân hắn sẽ được tăng lên thậm chí lực chiến đấu càng tăng nhiều hơn nữa bệ hạ đừng quên trên bờ nữ nhi hà liêm đao kỵ sĩ đoàn của đế quốc Minh Nguyệt chính là bị mấy ngàn kỵ binh mang nhân của mạnh hổ đánh cho tan tác. Vậy còn chờ gì nữa? Mông diễn vội la lên. Ái Khanh nhanh chóng thông báo cho binh bộ, bảo binh bộ gửi công văn xuống hành tỉnh Bắc Phương, lệnh cho Mã Tứ Phong lập tức điều động kỵ binh chạy tới thành tiểu cô. Phải tranh trước khi mạnh hổ động thủ cướp trường đua ngựa cô Sơn mà tiêu diệt cánh quân của hắn, bằng không, để cho mạnh hổ thật sự cướp được trường đua ngựa cô Sơn, đại sự không ổn chút nào. Sử di viễn mỉm cười. Bệ hạ yên tâm, lão thần đã có cách sắp xếp vạn toàn. Ngoại ô thành tiểu cô, nơi đóng quân của quân đoàn Bắc Phương. Sau khi Mã Tứ Phong được mong khác bổ nhiệm làm tổng đốc Bắc Phương, đã lấy tốc độ nhanh nhất quay về hành tỉnh Bắc Phương để xây dựng lại quân đoàn Bắc Phương. Trong đó hơn 2.000 lão binh theo hắn từ đế quốc Minh Nguyệt về đây đã trở thành lực lượng nòng cốt trong quân đoàn mới, gần như tất cả các lão binh đều được thăng lên vài cấp, thậm chí có tên lão binh từ một tên binh sĩ quèn tấn thăng thành đại đội trưởng. Lúc này liên đội số 1 sư đoàn số 4 của quân đoàn Bắc Phương vừa mới xây dựng lại đang đóng quân tại thành Tiểu Cô. Liên đội này là một liên đội hỗn hợp, biên chế bao gồm hai đại đội trọng trang bộ binh và ba đại đội khinh kỵ binh. Tổng binh lực khoảng 5.000 người. Tin tình báo mà cổ vô đạo nhận được cũng không hề sai chạy, trên thực tế quân bắc phương đóng ở thành tiểu cô cũng đúng là có quy mô như vậy mã liêu chính là liên đội trưởng của liên đội hỗn hợp đang đóng quân tại thành tiểu cô cũng chính là em họ của mã tứ phong trời đã tối sẫm mã liêu toàn thân đầy bụi đất bước vào hành dinh trong khoảng thời gian gần đây mã liêu đang khẩn trương huấn luyện liên đội hỗn hợp của hắn cũng không còn cách nào khác liên đội này phần lớn đều là tân binh Kinh kỵ binh của đế quốc tinh hạ ở phương Bắc giống như hổ đói rình mồi bất cứ lúc nào cũng có thể xâm lấn xuống phía Nam. Không khẩn trương huấn luyện sao được. Vừa mới bước vào hành dinh, Mã Liêu lập tức cảm thấy trong hành dinh có người. Lập tức Mã Liêu không kịp thắp đèn, vội vàng rút chiến đao ra, lớn tiếng quát. Ai đó? Đám vệ binh bên ngoài hành dinh nghe được động tĩnh cũng vội vã xông vào, rút chiến đao ra hộ vệ xung quanh Mã Liêu lúc này trong hành dinh đột nhiên có ánh lửa sáng lên nhờ có ánh sáng mã liêu phát hiện trên chiếc ghế giữa đại sảnh đã có một người ngồi ngay ngắn trên đó đến khi thấy rõ tướng mạo người nọ mã liêu không khỏi sửng sốt không ngờ kẻ dám tự tiện xông vào hành dinh lại là tổng đốc đại nhân mã liêu ấp úng nói tổng đốc đại nhân mã tứ phong khẽ hư mã liêu việc cảnh giới ở quân doanh của ngươi không được tốt cho lắm bản tổng đốc không cần tốn nhiều sức lực đã có thể xông vào trọng địa ở trung tâm nếu như bản tổng đốc là thích khách do quân địch phái tới bây giờ có lẽ ngươi đã chết rồi mã liêu tỏ vẻ ngạc nhiên chuyện này không phải là vì thấy tổng đốc đại nhân đến đây nên các tướng sĩ phụ trách cảnh giới bên ngoài không dám ngăn trở hay sao hồ đồ mã tứ phong đột nhiên biến sắc lớn tiếng quát trước khi ngươi tới thành tiểu cô bản tổng đốc đã dặn dò ngươi như thế nào Bản tổng đốc có từng nói với ngươi rằng ở thành tiểu cô ngươi là trưởng quan quân sự cao nhất. Trong nơi trọng địa nếu có người không biết khẩu lệnh lại không được phép của ngươi, bất kể là ai cũng không được tự tiện ra vào, có hay không? Mặt Mã Liêu toát mồ hôi. Có, tổng đốc đại nhân có nói như vậy. Mã Tứ Phong lạnh lùng nói. Như vậy hôm nay bản tổng đốc không biết khẩu lệnh, lại không được phép của ngươi vì sao vẫn tiến vào được? Chuyện này Mã Lưu ấp úng một hồi vẫn không nói được nên lời. Chuyện này, Mã Tứ Phong hừ lạnh. Niệm tình ngươi vừa mới tấn thăng chức liên đội trưởng không lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm, hôm nay bản tổng đốc tạm thời tha cho ngươi. Tuy nhiên nếu như còn tái phạm một lần nữa, bản tổng đốc nhất định không tha. Mã Lưu không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trầm giọng nói. Ti chức tạ ơn tổng đốc đại nhân không giết, được rồi. Mã Tứ Phong khoát tay hỏi. Liên đội của ngươi huấn luyện ra sao rồi? Mã Lưu lau mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng đáp. Hồi bẩm tổng đốc đại nhân, binh sĩ Bắc Phương chúng ta phần lớn đều là hảo hán tử dũng mãnh thiện chiến, ý chí chiến đấu và dũng khí tuyệt đối không có vấn đề gì. Chỉ có một chuyện duy nhất làm cho người ta phải lo lắng chính là các tướng sĩ vừa tham gia quân ngũ không lâu. Quân kỷ quân quy vẫn chưa được tốt, trong doanh thường xuyên xảy ra chuyện đánh nhau, chuyện quấy nhiễu dân chúng cũng có phát sinh mã tứ phong cau mày nói đây cũng không chỉ là tình hình của riêng liên đội ngươi mà thôi các sư đoàn khác liên đội khác cũng đều có vấn đề này tuy nhiên việc này cũng không thể qua loa quân kỷ là căn bản của một cánh quân nếu như không có kỷ luật vậy không cần phải bàn về lực chiến đấu dạ dạ mã liêu đáp liên tục ti chức nhớ rõ mã tứ phong ngẫm nghĩ một chút bỗng nhiên nói được rồi chuyện chấn chỉnh quân kỷ tạm thời sau này sẽ tính liên đội các ngươi sẽ nhận nhiệm vụ tuyệt mật trong vài ngày tới mã liêu nghe vậy hơi chấn động vội hỏi nhiệm vụ tuyệt mật sao ừ mã tứ phong gật gật đầu trầm giọng nói trong mấy ngày tới liên đội các ngươi rất có thể sẽ chạm mặt với một cánh quân hùng mạnh đây sẽ là một trận chiến ác liệt đồng thời cũng là một cơ hội tốt để luyện binh đương nhiên bản tổng đốc sẽ không để cho mỗi mình liên đội các ngươi đối mặt với cánh quân hùng mạnh kia. Ba liên đội khác của sư đoàn số 4 hiện tại đang thẳng tiến về hướng thành tiểu cô, khoảng chừng xế chiều mai sẽ tới nơi. Đôi mắt mã liêu không khỏi sáng lên, ngay cả ba liên đội còn lại của sư đoàn số 4 cũng đều tới đây sao? Nói như vậy là đại chiến lớn với quy mô sư đoàn rồi, chẳng lẽ là vương định mạc nam của đế quốc tinh hà khôi phục nguyên khí nhanh như vậy, tân thân vương nam bộ lại muốn kéo quân xuống phía nam sao? Mã Tứ Phong trầm giọng. Ngươi đừng ở đó đoán mò, lần này không phải các ngươi sẽ đối mặt với kỵ binh của đế quốc Tinh Hà đâu. Ngoại ô thành tiểu cô, nơi đóng quân của quân đoàn Bắc Phương. Trên vùng bình nguyên mênh mông bát ngát, hai tên du kỵ binh thám báo Bắc Phương đang tuần tra một vòng. Tuy rằng hiện tại hành tỉnh Bắc Phương không bị địch nhân công kích, nhưng quân đoàn Bắc Phương vẫn nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh của Mã Tứ Phong, cho dù là trong thời kỳ hòa bình cũng không hề lơi lỏng việc cảnh giới bốn phía nơi đóng quân của mình thân là một tên lão binh bò từ trong đống xác chết mà ra mã tứ phong hiểu rất rõ một đạo lý không thể bàn cãi sơ xuất vĩnh viễn là kẻ địch lớn nhất của quân đội gió đêm lành lạnh vầng trăng lưỡi liềm đầu tháng lạnh lùng treo giữa trời đêm tỏa ra ánh sáng mờ nhạt soi rọi cảnh vật trên cánh đồng mênh mông bát ngát dù sao hai tên du kỵ binh bắc phương cũng là tân binh mới tòng quân chưa lâu tính cảnh giác không thể nào so sánh được với bọn lão binh như Mã Tứ Phong, cho nên bọn chúng tuần tra trên cánh đồng cũng không lấy gì làm nghiêm mật. Hai người bọn chúng không phát hiện được, có hai bóng đen đang dán sát mặt đất chậm rãi trường về phía chúng. Nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ cho rằng hai bóng đen này chính là bóng cây cỏ trên cánh đồng, nhưng nếu đổi lại là bọn lão binh dày dạn kinh nghiệm, ắt có thể dễ dàng phát giác ra hai bóng đen này đang chuyển động rất chậm hai tên du kỵ binh này cũng không hề hay biết rằng tử thần đang tới gần bọn chúng, vẫn đang dục ngựa không nhanh không chậm tiến về phía trước. Khi vừa đến gần sát hai người, hai bóng đen gần như hòa nhập vào mặt đất đột ngột nổi hẳn lên. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàng quan trong trẻo đột ngột lóe lên, hai tên du kỵ binh kia đang ngồi trên lưng ngựa liền rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động nào. Ngay lúc hai tên du kỵ binh Bắc Phương vừa rơi từ trên lưng ngựa xuống, cách đó không xa đột nhiên có ánh đuốc sáng lên, một tiểu đội bộ binh bắc phương đang đẩy mười mấy xe cỏ khô tiến về phía này hai tên đánh lén vội vàng thay trang phục của hai tên du kỵ binh đã chết với tốc độ nhanh nhất sau đó nhảy lên lưng ngựa nên đón tiểu đội bộ binh kia khi hai bên chạm mặt nhau một trong hai tên đánh lén cải trang vội cất tiếng quát hỏi tiểu đội bộ binh bắc phương kia khẩu lệnh tên tiểu đội trưởng bộ binh nhìn hai tên du kỵ binh trước mặt mình với vẻ cảnh giác đáp núi hoang không có đường đi trả lời Hai tên đánh lén lấy mắt trao đổi với nhau, một trong hai tên bỗng nhiên giơ cao cánh tay phải lên trời, trong bóng đêm chung quanh tiểu đội bộ binh kia đột nhiên xuất hiện ra một đám người đông vô số kể. Tên tiểu đội trưởng bộ binh Bắc Phương Kinh Hải phát giác ra có chuyện chẳng lành, vừa muốn lớn tiếng cảnh báo thì đã muộn. Hàng chục hàng trăm mũi tên sắc nhọn xé nát trời đêm, phát ra những tiếng kêu chói tai, chỉ trong khoảnh khắc, hơn 20 tên binh sĩ Bắc Phương áp tại cỏ khô đã ngã lăn trong vũng máu gần một nửa trong đó tuy rằng chỉ bị thương nhẹ, lồng cồng bò dậy vắt dò lên cổ định chạy trốn giữ mạng, nhưng bọn chúng chưa chạy được bao xa, hơn trăm tên đánh lén vung cao chiến đao từ bốn phía ập tới. Một trận giao phong kịch liệt và ngắn ngủi diễn ra, đám binh sĩ Bắc Phương bị tiêu diệt hoàn toàn. Rất nhanh, đám đánh lén liền chia ra 20 người thay đổi trang phục quân Bắc Phương, sau đó tiếp tục đẩy những chiếc xe cỏ khô nghênh ngang tiến về phía quân doanh của quân Bắc Phương cách đó mười mấy dặm quân doanh của quân đoàn bắc phương cửa doanh đóng chặt mười mấy tên binh sĩ canh gác tay cầm trường mâu đứng nghiêm phía sau cửa doanh lấy ánh mắt cảnh giác không ngừng quan sát vùng bình nguyên mênh mông tối đen trước mặt cách cửa doanh không xa một tiểu đội du kỵ binh tay cầm đuốc đang đi tuần tra qua lại dọc theo bốn phía hàng rào doanh bốn phía doanh đuốc cắm đầy trên hàng rào chiếu sáng khắp xung quanh có cả trạm gác trong tối lẫn ngoài sáng trông thật là nghiêm mật trên vùng bình nguyên mênh mông tối om phía trước đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng chợt có tiếng người kêu ngựa hí theo gió đưa tới đám binh sĩ phụ trách canh gác nơi cửa doanh lập tức trở nên cảnh giác tên tiểu đội trưởng cầm đầu đã đặt tay lên chui đao một khi phát hiện tình hình khác thường lập tức sẽ thổi còi báo động chỉ trong thời gian uống cạn chén trà đám người phía trước đã cầm đuốc tiến tới cửa doanh nhìn thấy đám người này là đội quân nhu phụ trách vận chuyển cỏ khô mười mấy tên binh sĩ canh gác cửa doanh không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Tuy nhiên xuất phát từ sự thận trọng và quân kỹ, tên tiểu đội trưởng chỉ huy nhóm canh gác vẫn cao giọng quát. Khẩu lệnh. Đội vận chuyển quân nhu ngừng lại. Tên tiểu đội trưởng cầm đầu tiến lên mấy bước lớn tiếng đáp. Núi hoang không có đường đi, trả lời. Bàn tay đang nắm chặt chui đao của tên tiểu đội trưởng canh gác cửa doanh liền buông lỏng, đáp. Huynh đệ Bắc Phương Anh Dũng, mở cửa. Tên tiểu đội trưởng canh gác cửa doanh ra lệnh một tiếng, cửa doanh đang đóng chặt ầm ầm mở toan. Đội vận chuyển quân nhu bên ngoài doanh lập tức đẩy mười mấy chiếc xe chở củi khô chậm rãi tiến vào. Mười mấy tên binh sĩ bắc phương phụ trách canh gác vọt tới hai bên, quan sát đội vận chuyển. Bỗng nhiên tên tiểu đội trưởng canh gác kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Ách, vì sao không phải là Hà Lão Tứ? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại? truyenfun.vn.com tên tiểu đội trưởng đội vận chuyển sửng sốt một chút, tay phải bất giác đặt lên chui đao. Thấy tình hình như vậy, 20 tên tướng sĩ trong đội vận chuyển cũng lặng lẽ hướng về xe cỏ khô, chỉ chờ tên tiểu đội trưởng cầm đầu ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ không ngần ngại rút chiến đao ra chém giết một trận. Không khí dường như ngưng động lại, ngay lúc tên tiểu đội trưởng vận chuyển quân nhu nghĩ rằng đã bại lộ, chuẩn bị rút đao ra động thủ, bỗng nhiên tên tiểu đội trưởng canh gác hạ thấp giọng thì thào đầy vẻ thần bí với tên tiểu đội trưởng vận chuyển. Ôi, ta hỏi vị tiểu huynh đệ này có phạm tội gì với Hà Lão Tứ hay không? Mấy ngày trước có khô mà hắn vận chuyển đến cho liên đội chúng ta đều thối cả, nhất định là tên tiểu tử ấy đã mang cỏ khô tốt bán đi nơi khác. Tên tiểu đội trưởng vận chuyển quân nhu thở vào nhẹ nhõm, tay phải đang nắm chặt chui đau lặng lẽ buông ra, cười khổ nói. Vậy sao, ta cũng không biết nữa, ha ha, hiểu rồi, hiểu rồi tên tiểu đội trưởng canh gác khoát khoát tay, mỉm cười. Đi nhanh đi, quan quân nhu đại nhân đang chờ các ngươi bên trong. Tên tiểu đội trưởng vận chuyển ư một tiếng, gọi đám binh sĩ vận chuyển phía sau, đẩy mười mấy xe cỏ khô tiến vào đại doanh. Trường đua ngựa cô Sơn Toàn trường đua ngựa nhìn qua giống như một tòa quân doanh khổng lồ, tuy nhiên đóng quân thường xuyên ở nơi đây chỉ là một đại đội cảnh vệ địa phương của hành tỉnh Bắc Phương. Tuy rằng trên danh nghĩa là quân đội, Thật ra chỉ là một dân chuyên chăn nuôi, kỹ thuật cởi ngựa của đại đội cảnh vệ này rất khá, bất quá lực chiến đấu lại chẳng ra gì. Nếu mang một đội cảnh vệ chưa từng ra chiến trường so với một đám lão binh từng lăn lộn trên đầu gươm mũi giáo hiển nhiên là có sự khác nhau rõ rệt. Sự khác nhau này có thể nói là một trời một vực. Trời đã sẫm tối, bầy chiến mã thả ngoài đồng có bắt đầu lục tục trở về chuồng ngựa nằm trong trường đua ngựa, đám thủ vệ canh gác trường đua như thường lệ đóng cửa trường đua lại phái ra du kỵ binh tuần tra bốn phía trường đua cùng với các đặc người canh gác, nhưng những biện pháp an ninh này giống như là làm qua loa cho xong việc. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, một cánh quân hơn 2.000 người đang âm thầm lặng lẽ tới gần trường đua ngựa. Cánh quân này đương nhiên là mang nhân do Mạnh Hổ và Hùng Bá Thiên xuất lĩnh. Sau khi chạy vài vòng qua lại giữa thành Tiểu Tùng Lâm và thành Đại Tùng Lâm thoát khỏi hai đường truy binh thành công, cánh quân này liền chạy thẳng vào trong đám rừng rậm rạp trên sườn Nam Đại Hoang Sơn. Sau khi trải qua hai ngày hai đêm hành quân gấp rút, đã lặng lẽ tới bên ngoài trường đua ngựa Cô Sơn. Tiếng vó ngựa thông thả đột nhiên vang lên phía trước cách đó không xa, nhờ có ánh trăng mờ mờ, mạnh hổ dẫn đầu phát hiện một đội du kỵ binh của quân Bắc Phương ở phía trước đang từ từ tiến lại. Mạnh hổ vội vàng giơ cao cánh tay phải, đồng thời ngồi thụp xuống, đã mang nhân theo sát sau lưng mạnh hổ vội vàng bắt chước nằm rạp mình trên mặt cỏ cổ vô đào ở sát sau lưng mạnh hổ dùng khuỷu tay trường lên ngang với mạnh hổ nói tướng quân thoạt nhìn thì trường đua ngựa cô sơn không có gì khác thường thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng ti chức luôn luôn cảm thấy có gì đó bất ổn tóm lại ti chức cảm thấy việc này có vẻ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng lẽ ra lão tặc sử di viễn không thể nào không đoán được chủ ý quân ta sẽ đánh trường đua ngựa cô sơn mới phải đôi mắt sáng quát của mạnh hổ nhìn chằm chằm vào trường đua ngựa cách đó không xa nhưng không lên tiếng trả lời cổ vô đạo ngẫm nghĩ một lúc sau đó lại nói tướng quân có cần phải chờ tướng quân hưng bá bên kia đắc thủ rồi chúng ta mới đồng thủ hay không không mạnh hổ đột nhiên đưa tay lên quả quyết nói không cần phải đợi mặc kệ trương hưng bá có đắc thủ hay không, chúng ta đều phải động thủ. Hùng bá thiên từ bên kia áp sát mạnh hổ, giọng hung hăng. Tướng quân ngài hạ lệnh đi, bọn tộc nhân đã nôn nóng lắm rồi. Ngoại ô thành tiểu cô, quân doanh của quân đoàn Bắc Phương. Rốt cục tiểu đội vận chuyển quân nhu đã đẩy mười mấy chiếc xe cỏ khô tới chuồng ngựa, tên quan quân nhu đã chờ đến mức mất kiên nhẫn tiến tới quát tháo tên tiểu đội trưởng vận chuyển vài câu, xong quay sang nạt nộ bọn tráng đinh trong tiểu đội, bắt bọn họ trợ giúp đội hậu cần quân doanh cho ba ngàn chiến mã ăn cỏ khô. Tên quan quân nhu sơ ý nên không phát hiện ra, khi hắn hạ lệnh cho đội vận chuyển giúp đỡ đội hậu cần cho chiến mã ăn cỏ khô, trong ánh mắt của tên tiểu đội trưởng vận chuyển thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo làm cho người ta trông thấy phải rùng mình sợ hãi. Bên ngoài trường đua ngựa cô Sơn. Mạnh hổ ngẩng đầu nhìn lên mảnh trăng lơ lửng giữa trời, đột ngột đứng dậy, cánh tay khỏe mạnh hung hăng vung cao, không chút do dự quát, dết hùng bá thiên và lan hào phía sau mạnh hổ đồng thời nhảy dựng lên hai người hung hăng dẫn đầu ngửa mặt lên trời dùng tiếng của mang nhân trống to dết 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 phía sau hùng bá thiên và lan hào hơn hai ngàn mang nhân đi theo đều nhảy dựng lên xoay người rút ra chiến đao theo sau mạnh hổ ào ạt xông về phía trường đua ngựa dưới bầu trời tối đen như mực hơn hai ngàn mang nhân như một bầy sói thảo nguyên đói khát gào thét xông thẳng về phía trước trong doanh của trường đua ngựa cô sơn trường chủ trường đua cũng chính là đại đội trưởng đội cảnh vệ vừa mới chinh chiến một phen với hai a à kỷ nữ giờ đang ngủ say đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên âm thanh hò hét long trời lở đất không khỏi giật mình tỉnh giấc tên đại đội trưởng cảnh vệ vội đẩy hai a à kỷ nữ đang quấn trên người mình ra ngồi dậy quát lên kinh hoảng sao lại thế này xảy ra chuyện gì tên đại đội trưởng cảnh vệ vừa dứt lời một tên tiểu đội trưởng ù té chạy vào trong trướng, giọng lo sợ hoảng hốt. Trưởng quan, không ổn rồi, đại sự không ổn. Tên đại đội trưởng cảnh vệ tác tên tiểu đội trưởng một bạc tai, lớn tiếng quát hỏi. Nói mau, xảy ra chuyện gì? Địch tập kích. Tên tiểu đội trưởng nói với vẻ hoảng hốt. Không biết rõ thân phận bọn địch đang tập kích trường đua. Hồ đồ. Tên đại đội trưởng cảnh vệ lớn tiếng khiển trách cái gì mà không rõ thân phận quân địch địch từ đâu tới thật mà lời tiểu nhân đều là sự thật tên tiểu đội trưởng vội la lên trưởng quan mau chạy trốn đi thôi quân địch đã đánh vào trường đua nếu không chạy thật nhanh e rằng không còn kịp nữa soạt 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 tên tiểu đội trưởng vừa dứt lời bốn vách trướng bồng bằng da trâu đột nhiên vang tên tiếng xé rách chói tai tên đại đội trưởng cảnh vệ vội nhìn quanh bốn phía chỉ thấy mười mấy thanh chiến đao sáng loáng đã xả tòa trướng bồng ra làm máy mảnh ngay sau đó cả tòa trướng bồng bằng da trâu đột ngột đổ xuống địch nhân đông như kiến hiện ra trước mặt hai người hai a à kỹ nữ trên giường vừa nhõm người ngồi dậy lập tức hét lên một tiếng vội vàng kéo chiếc áo ngủ bằng lông thú che thân hình đầy đặn lại tên đại đội trưởng cảnh vệ và tên tiểu đội trưởng hồn vía lên mây vội vàng rút chiến đao ra bốn thanh chiến đao sáng loáng đã gác qua cổ bọn chúng cả hai kêu lên sợ hãi đúng quần trở nên ướt sũng từ lúc nào không hay biết. Ngoại ô thành tiểu cô, quân doanh của quân đoàn Bắc Phương. Đêm đã rất khuya nhưng Mã Tứ Phong vẫn còn trằn trọc chưa yên giấc. Thân là một quân nhân của đế quốc, Mã Tứ Phong không hề do dự mà chấp hành quân lệnh của binh bộ, xuất lĩnh quân đoàn Bắc Phương không chút lưu tình tiêu diệt địch nhân xâm nhập hành tỉnh Bắc Phương. Bất kể cánh quân này là quân đoàn Mạnh Hổ do Mạnh Hổ xuất lĩnh, giao tình với Mạnh Hổ và quân đoàn Mạnh Hổ là một chuyện chấp hành quân lệnh của binh bộ lại là một chuyện khác mã tứ phong tuyệt đối sẽ không vì tư mà bỏ công nhưng sâu thẳm trong lòng mã tứ phong hắn vẫn không muốn đối địch cùng mạnh hổ không chỉ vì mạnh hổ và quân đoàn mạnh hổ là một đối thủ đáng sợ mà còn vì mạnh hổ là một đối thủ đáng được tôn kính quân đoàn mạnh hổ là một cánh quân đáng được tôn kính chuyện này nếu người chưa từng tiếp xúc qua với bọn họ thì không thể nào hiểu được mã tứ phong vẫn còn nhớ rất rõ niềm tin của quân đoàn mãnh hổ vững như bàn thạch tuyệt không buông bỏ sống chết có nhau thề không bỏ mặt một làn gió nhẹ len qua khe hở của trướng bồng bằng da trâu làm cho cây đuốc bằng nhựa thông cắm trên vách trướng lay động không ngừng giống như vẻ mặt hiện giờ của mã tứ phong hắn hít sâu một hơi thật dài sau đó chậm rãi đứng lên đi ra cửa vén rèm trướng ngắm vần trăng lưỡi liềm treo cao cô tịch mã tứ phong khẽ thì thao Tướng quân mạnh hổ, ta hy vọng ngài đừng tới hành tỉnh Bắc Phương, bôi. Trong lúc Mã Tứ Phong đang ngắm trăng cảm khái, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chợt một con khoái mã nhanh như chớp vọt tới trước đại doanh của Mã Tứ Phong. Kỵ sĩ quan mình xuống ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt Mã Tứ Phong bẩm báo. "Tổng đốc đại nhân, trường đua ngựa Cô Sơn báo nguy." Mã Liêu cũng nghe được vội chạy tới, người chưa tới nơi mà thanh âm đã tới trước. "Tổng đốc đại nhân" Lần này tới cướp phá trường đua ngựa Cô Sơn chính là quân của Mạnh Hổ sao? Mã Tứ Phong nghiêm nghị gật đầu. Ngoài quân của Mạnh Hổ ra còn ai nữa? Kỵ binh của đế quốc Tinh Hà cho dù muốn xâm lấn xuống phía nam cũng không đủ can đảm. Ngừng một chút, Mã Tứ Phong lớn tiếng quát. Mã Liêu. Mã Liêu vội vàng tiến lên hai bước, ưỡn ngực đáp. Có. Mã Tứ Phong quát. Lập tức tập kết liên đội số 4 theo bản tổng đốc gấp rút tiếp viện trường đua ngựa cô sơn thời gian mà cánh quân của mạnh hổ đuổi tới đã ra ngoài dự đoán của mã tứ phong bởi vì tin tình báo mới nhất vừa cho biết cánh quân của mạnh hổ vẫn còn chơi cúc bắc với hai đội đặc trách của nhạc mông và lý vũ tại hành tỉnh tây bắc không ngờ nhanh như vậy mạnh hổ đã dẫn quân chạy tới hành tỉnh bắc phương hơn nữa quả thật mục tiêu chính là trường đua ngựa cô sơn nếu không phải sử di viễn đại nhân đã có dự liệu trước e rằng lần này mạnh hổ sẽ thành công một cách dễ dàng. Nhưng dù là như vậy, thế cục hiện tại cũng không mấy khả quan, vì ba liên đội kỵ binh còn lại của sư đoàn số 4 vẫn còn đang trên đường chạy tới thành tiểu cô, nhanh nhất cũng phải chiều tối mai mới có thể tới đây. Trước mắt Mã Tứ Phong chỉ có thể bằng vào liên đội số 4 đóng quân trong thành tiểu cô kềm chế cánh quân của Mạnh Hổ. Nếu muốn bằng vào liên đội số 4 mà đánh bại cánh quân của Mạnh Hổ, chuyện này không có khả năng. Cũng may liên đội số 4 chỉ cần giữ chân cánh quân của Mạnh Hổ, chờ đến khi ba liên đội kia đuổi tới, lúc ấy cánh quân của Mạnh Hổ có chấp cánh cũng khó thoát. Trước mặt kỵ binh Bắc Phương chiếm ưu thế tuyệt đối, bất kể cánh quân của Mạnh Hổ dũng mãnh thiện chiến tới mức nào cũng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Mã Tứ Phong không phải là trịnh trọng quan, lại càng không phải là Lý Vũ, hắn là một tên quân nhân thuần túy của đế quốc, hắn sẽ kiên quyết chấp hành quân lệnh của binh bộ. Dạ, Ty chức lập tức đi tập hợp quân đội. Mã Liêu ầm ầm đáp lại, "Lĩnh mệnh mà đi", nhưng chưa hết thời gian uống cạn chung trà, Mã Liêu đã vội vội vàng vàng chạy về đại doanh ở trung quân, vừa thở dốc vừa nói với Mã Tứ Phong. "Tổng đốc đại nhân, hỏng rồi." Mã Tứ Phong vừa nghe qua lập tức cau mày. "Sao vậy?" "Chiến mã." Mã Liêu tức giận đến nỗi dậm chân bình bịch. Toàn bộ chiến mã của ba liên đội khinh kỵ binh đều bị tiêu chảy căn bản là đi không nổi nữa. Ngươi nói cái gì? Mã Tứ Phong nghe vậy không khỏi giật mình kinh hãi. nếu quả thật là như vậy, tình thế đã trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như ba đại đội khinh kỵ binh của liên đội số 4 không thể kịp thời chạy tới trường đua ngựa Cô Sơn, chỉ dựa vào đại đội cảnh vệ đóng ở trường đua ngựa Cô Sơn căn bản là không chống đỡ được bao lâu. Một khi để cho cánh quân của mạnh hổ cướp được chiến mã trong trường đua, vậy lực cơ động sẽ tăng lên rất nhiều, Đến lúc đó đừng nói là giữ chân bọn họ, chỉ việc theo dõi hành tung của bọn họ cũng đã trở nên khó khăn rất nhiều. Đợi đến chiều tối ngày mai khi ba liên đội kỵ binh còn lại của liên đội số 4 đuổi tới, e rằng cánh quân của Mạnh Hổ đã ở ngoài xa trăm dặm. Đến lúc đó quyền chủ động trận chiến này đã hoàn toàn nằm trong tay Mạnh Hổ. Với sự hiểu biết của Mã Tứ Phong về Mạnh Hổ, một khi diễn biến của tình hình trở nên như vậy, quân đoàn Bắc Phương hầu như không có khả năng tiêu diệt cánh quân của Mạnh Hổ ti chức lập tức đi thăm dò. Mã liêu hung hãn quát to. Chiến mã bị tiêu chảy nhiều như vậy, chuyện này không phải là ngẫu nhiên, nhất định là có kẻ âm thầm phá rối bên trong. Ti chức nhất định phải tra rõ việc này, xem manh mối như thế nào. Hồ đồ. Mã tứ phong vội quát. Hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, càng không phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải gấp rút tiếp viện cho trường đua ngựa cô Sơn cho dù không thể giữ được mấy vạn chiến mã ở trường đua, cũng phải cố gắng giữ chân cánh quân của Mạnh Hổ, chờ cho đến khi ba liên đội kỵ binh còn lại của sư đoàn số 4 chạy tới. Dạ. Mã Liêu vội đáp. Ti chức lập tức nhanh chóng mang quân tiếp viện cho trường đua ngựa Cô Sơn. Mã Tứ Phong gật mạnh đầu. Toàn quân gấp rút chạy tới tiếp viện cho trường đua ngựa Cô Sơn. Cánh quân của Mạnh Hổ chỉ có ba, bốn ngàn người, mà trường đua ngựa cô sơn có chừng hơn hai vạn chiến mã bọn chúng không thể nào sử dụng hết số chiến mã này cũng không có khả năng mang theo nhiều chiến mã hành quân cho nên chỉ cần chúng ta có thể đuổi tới nhanh chóng chúng ta vẫn có thể đoạt lại chiến mã chỉ cần đoạt lại được chiến mã ba đại đội kỵ binh chúng ta có thể giữ chân được bọn chúng cho đến khi ba liên đội kỵ binh kia chạy tới mã liêu ầm ầm đáp lại lĩnh mệnh mà đi mã tứ phong hít sâu một hơi xoay người lại quát tên đội trưởng thân binh phía sau. Đi, chúng ta cũng đi trường đua ngựa cô Sơn. Trường đua ngựa cô Sơn. Cánh quân của Mạnh Hổ đã hoàn toàn khống chế toàn bộ trường đua, đội cảnh vệ Bắc Phương phụ trách bảo vệ trường đua thật sự quá lơi lỏng, gần như chưa kịp tiến hành chống cự đã tan tác. Chuyện này cũng không thể nào trách được bọn chúng, đội cảnh vệ này vốn chỉ là một đám ô hợp không được huấn luyện chính quy, lại chưa từng thấy qua máu đổ, hơn nữa bị mang nhân bất ngờ tập kích ban đêm nếu không tan tác mới là chuyện lạ trong ánh lửa chập chờn hùng bá thiên sải bước tới trước mặt mạnh hổ rất cao giọng nói tướng quân quân ta đã hoàn toàn khống chế toàn bộ trường đua ngoài một số rất ít quân địch và chiến mã chạy thoát phần lớn quân địch còn lại đều đã trở thành tù binh của chúng ta còn số chiến mã trong trường đua hiện tại chúng ta cũng đã đoạt được mông khác ư ừ một tiếng lạnh lùng nói dết sạch tù binh không chừa lại bất cứ tên nào hùng bá thiên thè lưỡi liếm liếm môi gằn giọng đáp dạ không chừa tên nào lựa ra sáu ngàn ngựa tốt còn lại dết sạch sao hùng bá thiên nghe vậy kinh hãi hỏi chiến mã cũng dết sao đúng mạnh hổ trầm giọng quát không thể để chiến mã lại cho quân bắc phương nếu không sẽ vô cùng tai hại vì sao vậy hùng bá thiên không hiểu đem số chiến mã này chạy về thảo nguyên không tốt hay sao dù sao mang theo chiến mã cũng không ảnh hưởng tới tốc độ hành quân lại có thể thay đổi dọc đường không phải sao ngươi biết cái gì mạnh hổ lạnh lùng chấp hành quân lệnh hùng bá thiên đáp lời với giọng không cam lòng chạy đi nhưng không vui chút nào cổ vô đạo bên cạnh đuổi theo khuyên bảo hai câu nhưng chuyện này cũng vô ích nếu muốn giải thích rõ ràng chuyện này với đám mang nhân đầu óc đơn giản như hùng bá thiên quả thật không phải là chuyện dễ dàng thực tế mạnh hổ không phải không biết chiến mã quý giá đến mức nào đối với đám mang nhân trên đại hoang nguyên nếu như có thể mạnh hổ đương nhiên sẽ mang theo số chiến mã này hơn nữa mang theo số chiến mã này cũng sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ hành quân thậm chí còn có thể thay đổi dọc đường khiến cho lực cơ động của cánh quân mạnh hổ càng trở nên nhanh chóng vấn đề có khô cho chiến mã cũng không cần phải lo lắng, bởi vì trong lãnh thổ của hành tỉnh Bắc Phương Đồng có bao la ngút ngàn, bất cứ nơi nào cũng có cỏ cho chiến mã. Nhưng suy đi nghĩ lại, Mạnh Hổ vẫn bắt buộc phải gạt bỏ ý định mang theo hết số chiến mã này, nguyên nhân duy nhất là vì lo lắng đến sự an toàn của toàn quân. Nếu như mang theo một lượng chiến mã nhiều như vậy hành quân, sẽ rất dễ dàng bị du kỵ binh Bắc Phương phát hiện hành tung một khi tổng đốc Bắc Phương Mã Tứ Phong xuất lĩnh kỵ binh Bắc Phương đuổi tới. Mạnh hổ có tự đại đến đâu cũng không dám nghĩ rằng chỉ bằng vào 2.000 kỵ binh mang nhân là có thể chống lại được cả quân đoàn Bắc Phương. Chờ cho Hùng Bá Thiên đi khuất, Mạnh hổ mới quay đầu lại hỏi cổ vô đạo. Lão cổ, bên phía trương hưng bá có tin tức gì không? Vừa mới có tin tức. Cổ vô đạo vội đáp. Ti chức vừa nhận được tin tức do tướng quân trương hưng bá cho khoái mã báo về, hắn đã bỏ thuốc vào trong cỏ khô ở nơi nhốt chiến mã của thành tiểu cô. Án chừng trước buổi tối hôm nay kỵ binh Bắc Phương đang đóng ở đó không thể nào chạy tới đây tiếp viện. Hiện tại, đội cận vệ của tướng quân Hưng Bá đang theo kế hoạch đã định đi Mao Trấn. Mao Thành ở phía nam của trường đua ngựa Cô Sơn và thành tiểu cô, lưng tựa Mao Sơn, trước mặt là Mao Hà. Mao Thành có khoảng 8, 900 hộ dân, tổng dân số khoảng hơn 3.000 người. Mao thành cách trường đua ngựa cô sơn chừng trăm dặm, cách thành tiểu cô không tới 50 dặm. Từ thành tiểu cô tới Mao thành, nếu như dùng khoái mã hành quân gấp rút không đến 2 giờ đã có thể chạy tới, nhưng nếu như chạy bộ, vậy nhanh nhất cũng phải mất nửa ngày mới có thể chạy tới. Trời sắp sáng, đội cận vệ của Trương Hưng Bá đã chạy tới ngoại ô Mao Thành. Dựa theo kế hoạch do Mạnh Hổ vạch ra từ trước, đội cận vệ của Trương Hưng Bá sẽ dùng thế xét đánh không kịp bưng tay để chiếm Mao Thành, Bắt tất cả dân chúng trong thành cùng với đội cảnh vệ làm tù binh, tuyệt đối không được bỏ sót một người. Còn vì nguyên nhân gì phải bắt dân chúng trong thành làm tù binh thì Trương Hưng Bá cũng không hiểu rõ, dù sao đối với hắn mà nói, chỉ cần chấp hành quân lệnh là được. Đúng vào lúc tối tăm nhất trước khi trời sáng, cũng là lúc mà đội cảnh vệ mau thành lơi lỏng nhất, tuy rằng đội cận vệ của Trương Hưng Bá sau khi hành quân gấp rút qua chặng đường 50 dặm đã mệt mỏi gần đứt hơi, nhưng cuối cùng vẫn chiếm được Mao Thành mà không tốn bao nhiêu sức lực. Một trung đội cảnh vệ đóng ở Mao Thành cùng với hơn 3.000 dân chúng không một ai chạy thoát. Sau khi Trương Hưng Bá chiếm được Mao Thành không tới 2 giờ, Mạnh Hổ cũng đã xuất lĩnh hơn 2.000 mang nhân dẫn theo hơn 500 công nhân và hơn 6.000 chiến mã chạy tới. Từ trường đua ngựa Cô Sơn đến Mao Thành khoảng cách đến cả trăm dặm, hơn nữa việc tiêu diệt đội cảnh vệ và giết chiến mã hao phí không ít thời gian, cho nên hơn 2.000 mang nhân tới muộn hơn gần 2 giờ so với đội cận vệ của Trương Hưng Bá. Cùng lúc mà Mạnh Hổ xuất lĩnh hơn 2.000 mang nhân đuổi tới Mao Thành, liên đội số 4 của Mã Liêu cũng đã chạy tới trường đua ngựa Cô Sơn. Tuy nhiên trước mặt các tướng sĩ liên đội số 4 là một cảnh tượng sặc mùi máu tanh, trên bãi cỏ của trường đua đâu đâu cũng có thi thể của đội cảnh vệ nằm ngổn ngang. Chuyện làm cho người ta cảm thấy khó tin chính là trong chuồng ngựa thi thể chiến mã nằm la liệt, hàng nàng hàng vạn chiến mã bị giết sạch sẽ không còn một con, lại có nhiều chiến mã vẫn chưa tắt thở, đang nằm trong vũng máu co giật gào thét. Không khí ngập ngụ mùi máu vô cùng tanh tưởi. Dù ở cách xa mười mấy dặm cũng có thể ngửi được, máu của vô số chiến mã và tướng sĩ của đội cảnh vệ nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất của trường đua, cảnh tượng này quả thật đúng nghĩa là máu chảy thành sông. Bọn điên, quả thật là một bọn điên. Mã Liêu nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt, khẽ thì thào ngay cả chiến mã mà cũng giết, quả thật là một bọn điên cuồng. Không biết từ lúc nào, Mã Tứ Phong đã đi tới phía sau Mã Liêu, hít sâu một hơi, Mã Tứ Phong nói với giọng trầm trầm. Mạnh Hổ không phải là kẻ điên, ngược lại hắn càng tỉnh táo hơn so với bất kỳ ai. Sở dĩ hắn hạ lệnh giết ngựa là vì không muốn để số chiến mã không thể mang theo này lọt vào tay chúng ta một lần nữa. Quả không hổ danh Mạnh Hổ, không hổ danh Mạnh Hổ. trương hưng bá được mười mấy tên cận vệ quân vây quanh nghênh ngang đi ra khỏi thành vừa ra khỏi thành đã thấy một đám chiến mã rất đông thấy đại dương chiến mã mênh mông trước mắt trương hưng bá quên cả chào hỏi mạnh hổ chắc lưỡi nói cha chả nhiều chiến mã vậy sao vậy thì tốt rồi các huynh đệ không cần phải chạy bộ nữa mạnh hổ bực mình hừ một tiếng trầm giọng hỏi hưng bá chuyện thế nào rồi trương hưng bá ách một tiếng vội vàng đứng nghiêm lại lớn tiếng đáp tướng quân yên tâm tất cả đều đã ổn thỏa tư ừ. mạnh hổ gật đầu thật mạnh vậy thì quá tốt lập tức chọn ra ba ngàn người trong số dân chúng ở mao thành nằm không đủ thì lấy thêm nữ tóm lại là phải đủ số ba ngàn người sau đó cho bọn họ thay chiến bào và áo giáp của quân ta cột chặt bọn họ lên lưng chiến mã lập tức làm nhanh dạ ti chức lập tức thi hành trương hưng bá đáp lời đang muốn rời khỏi cổ vô đạo bên cạnh đột nhiên khoác tay kêu lên trương tướng quân xin chờ một chút trương hưng bá nghe vậy quay đầu lại hỏi với vẻ ngạc nhiên tiên sinh còn có chuyện gì cổ vô đạo quay đầu lại liếc nhìn mạnh hổ một cái tiến tới kéo trương hưng bá lại gần nói nhỏ vì để bảo đảm không tiết lộ hành tung của quân ta tất cả dân chúng còn lại trong thành trương hưng bá lộ vẻ kinh hãi trầm giọng hỏi giết hết hay sao? Cổ vô đạo thở dài lắc đầu. Tướng quân không cho phép giết chóc dân chúng một cách bừa bãi, chỉ ra lệnh phô trương trầm rộ chạy vào trong núi. Tuy nhiên để tránh tai mắt của truy binh, giả vờ giết chóc vẫn là chuyện nên làm. Được. Trương Hưng bá gật đầu. Ti chức đã hiểu. Cổ vô đạo lại dặn dò cẩn thận. Trương tướng quân, việc này cần phải thi hành cẩn thận, nhất định phải đuổi sạch toàn bộ số dân còn lại vào trong mao sơn tuyệt đối không để sóc bất cứ một ai nếu không một khi kế hoạch của quân ta bị tiết lộ hậu quả thiết nghĩ là không thể nào chịu nổi đến lúc đó chẳng những kế hoạch đi đại hoang nguyên thất bại mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa trương hưng bá nghiêm nghị nói tiên sinh ngài cứ yên tâm ti chức bảo đảm sẽ không để xảy ra bất cứ sai lầm nào dứt lời trương hưng bá liền lĩnh mệnh mà đi nhìn theo bóng trương hưng bá dần xa, cổ vô đạo lại quay sang mạnh hổ, thấp giọng nói. Tướng quân, về chuyện chia quân. Mạnh hổ đột nhiên khoát tay. Chuyện chia quân lão của ngươi không cần phải nhiều lời. Đây là cơ hội tốt nhất cuối cùng của chúng ta. Cổ vô đạo nói với giọng vô cùng lo lắng. Không phải ti chức phản đối chuyện chia quân, chỉ là phản đối chuyện tướng quân xuất lĩnh nghi binh chạy xuống phía nam. Tướng quân thân là chủ tướng của ba quân, sao thể khinh thường đem thân mạo hiểm như vậy được nếu như tướng quân gặp phải chuyện gì các tướng sĩ biết trông cậy vào ai cho nên hay là để ti chức dẫn cánh quân nghi binh chạy xuống phía nam là hơn mạnh hổ hờ hững hỏi lại ngươi lo rằng ta sẽ thất thủ hay sao cổ vô đạo đáp bình thường không phải tướng quân vẫn nói không có tướng quân thường thắng cũng không có cánh quân bất bại hay sao vũ lực của tướng quân quả thật là thiên hạ vô sông Quân ta cũng thật là một cánh hổ lan chi sư kiêu dũng thiện chiến, nhưng nơi đây là lãnh thổ của quân địch, không phải là địa bàn của quân đoàn mạnh hổ chúng ta, không sợ nhất vạn mà chỉ sợ vạn nhất. Không có vạn nhất. Mạnh hổ trầm giọng nói. Tuy rằng Mã Tứ Phong và Nhạc Mông được coi là hai viên tướng tài, cũng không phải là mạnh hổ ta xem thường bọn họ, nếu như bọn họ muốn bắt được mạnh hổ ta, hừ hừ, còn chưa có bản lãnh ấy. Ôi! Cổ vô đạo thở dài, ủ rũ lắc đầu. Xem ra ti chức vẫn không lây chuyển được tướng quân. Nguồn tại HTTP 2.2 gạch chéo truyền phun. VN Vẽ mặt mạnh hổ hơi hòa hoãn lại, khuyên cổ vô đạo. Lão cổ, nếu như để cho ngươi xuất lĩnh nghi binh chạy xuống phía nam, ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh Bắc Phương và hai đội đặc trách hay không? Cổ vô đạo thản nhiên đáp. Không thể. Mạnh hổ nghiêm nghị nói vậy nếu ngươi đi không phải là chết chắc hay sao cổ vô đạo nghiêm mặt nói quân đoàn mãnh hổ có thể không có cổ vô đạo nhưng không thể nào không có tướng quân ngài hơn nữa cho dù ti chức không thể trốn thoát cũng có thể chủ động đầu hàng tướng quân mã tứ phong mã tứ phong chưa chắc sẽ đem ti chức giao nộp cho triều đình càng không có khả năng hạ độc thủ với ti chức hắn không thể nào không niệm tình xưa nhưng nếu như tướng quân rơi vào tay mã tứ phong chuyện xử trí tướng quân như thế nào mã tứ phong không thể tự mình quyết định tướng quân đây là hai chuyện khác nhau mạnh hổ không thể không thừa nhận cổ vô đạo nói rất có lý nếu như cổ vô đạo rơi vào tay mã tứ phong tuyệt đối không cần lo lắng về tính mạng cho dù mã tứ phong không thả hắn trở về đồn điền thanh ngưu cũng sẽ nhớ đến tình xưa mà tha mạng cho hắn nhưng nếu như mạnh hổ lọc vào tay quân bắc phương chuyện xử trí mạnh hổ như thế nào mã tứ phong cũng không thể tự mình quyết định nhưng Mạnh Hổ cũng không muốn thay đổi quyết định ban đầu, bởi vì hắn không còn lựa chọn nào khác, cánh quân nghi binh chạy xuống phía nam cũng chỉ có thể do hắn xuất lĩnh mà thôi. Không chỉ bởi vì Mạnh Hổ có lòng tự tin sẽ trốn thoát khỏi sự truy sát của khinh kỵ binh Bắc Phương và hai đội đặc trách, còn vì chỉ có Mạnh Hổ mới có thể dẫn dụ mấy đường truy binh kia chạy sang chỗ khác, lúc ấy mới giành được một con đường chạy trốn cho hơn 2.000 mang nhân và hơn 500 công nhân tới Đại Hoang Nguyên. Dù sao cổ vô đạo cũng chưa từng dẫn quân một mình hắn không có năng lực làm chuyện này trời đã xế chiều lúc mã tứ phong dẫn liên đội mã liêu chạy tới mao thành ba liên đội còn lại của sư đoàn số bốn quân đoàn bắc phương cũng đã gần tới tuy nhiên điều đáng tiếc chính là khi quân bắc phương đuổi tới mao thành đã hoàn toàn trở thành một tòa thành trống không đừng nói là bóng dáng của cánh quân mạnh hổ ngay cả toàn bộ dân chúng bên trong mao thành cũng không thấy tung tích đâu cả phủ của mao thành hiện tại đã trở thành hành dinh tạm thời của mã tứ phong Mã Tứ Phong đang chấp hai tay sau lưng đi qua đi lại, hắn đang lo lắng chờ đợi tin tức. Một tràng tiếng bước chân hỗn loạn mà vội vàng bỗng nhiên vang lên bên ngoài hành dinh. Mã Tứ Phong vội dừng bước quay đầu nhìn lại. Một đám tướng sĩ Bắc Phương võ trang đầy đủ đang vây quanh một tên thư sinh vóc người thon gầy, dung mạo tuấn tú bước nhanh tới. Người trung niên có dung mạo không tầm thường này không phải ai xa lạ, chính là tham mưu trưởng Chu Bân của quân đoàn Bắc Phương vừa thấy chu bân mã tứ phong không khỏi lộ vẻ vui mừng nếu như chu bân đã tới vậy ba liên đội kỵ binh còn lại của sư đoàn số 4 đã còn cách mau thành không bao xa nữa chu bân tiến tới hai bước ông quyền thi lễ tham kiến tổng đốc đại nhân mã tứ phong vội vàng đáp lễ chu đại ca không cần đa lễ mã viễn đâu mã viễn là sư đoàn trưởng của sư đoàn số 4, cũng là em họ của mã tứ phong chu bân đáp tướng quân mã viễn đang sắp xếp quân đội ngoài thành xong xuôi sẽ vào mã tứ phong gật gật đầu đang định hỏi tiếp bỗng nhiên cửa hành dinh chợt hiện ra một người mã liêu đang sải bước đi vào hét lớn tổng đốc đại nhân đã có tin của quân mạnh hổ mã tứ phong khẽ giật mình trầm giọng hỏi sao quân của mạnh hổ chạy về phía nào mã liêu thở dốc một chút vừa nhìn thấy chu bân bên cạnh vội vàng thi lễ sau đó mới đáp lời mã tứ phong Tổng đốc đại nhân vừa nhận được tin do thám mã báo về quân của mạnh hổ đã chạy trốn về phía nam của nhạn môn quan. Ngươi nói sao? Chu bân nghe vậy không khỏi cau mày. Chạy trốn về phía nam của nhạn môn quan. Có lầm lẫn không vậy? Không hề lầm lẫn. Mã liêu gật đầu, vẻ vô cùng quả quyết. Thám mã quân ta đã thấy rất rõ ràng, cánh quân này ít nhất cũng có ba, bốn ngàn người, hơn nữa chỉ toàn là kỵ binh bất kể là về số lượng hay về cách thức chế tạo chiến bào áo giáp cũng hoàn toàn là của quân mạnh hổ sao có thể sai lầm được chuyện này có vẻ kỳ quái chu bân nhìn mã tứ phong với vẻ nghi hoặc nếu sự tình đúng như tiên liệu của di viễn tiên sinh mục đích của mạnh hổ chính là đại hoang nguyên như vậy hiện tại hắn đã đoạt được ngựa nên chạy trốn theo hướng bắc hay hướng đông mới phải vì sao ngược lại chạy về phía nam xuống nhạn môn quan chuyện này không hợp với lẽ thường chút nào trong mắt Mã Tứ Phong không khỏi thoáng qua một vẻ khác lạ, giọng nặng nề. "Chu đại ca, nếu như ngươi từng thấy qua tài dụng binh của Mạnh Hổ, nhất định ngươi sẽ không nghĩ như vậy." "Ủa?" Chu Bân hơi thắc mắc. "Tổng đốc đại nhân nói những lời này là có ý gì?" Mã Tứ Phong tỏ ra trầm ngâm. "Tên Mạnh Hổ này làm bất cứ chuyện gì cũng ra ngoài dự đoán của mọi người, gần như không có lúc nào làm đúng với lẽ thường." cho nên chúng ta không thể dùng lẽ thường mà đo lường hắn được chuyện mà chúng ta xem là không có khả năng mạnh hổ lại càng có khả năng làm cho nên chuyện chạy xuống phía nam đi nhạn môn quan hẳn là có gian trá trong đó sao chu bân tỏ ra nghiêm nghị chẳng lẽ đây là làm trái ngược với lẽ thường đúng vậy mã tứ phong gật đầu câu mà mạnh hổ hay nói chính là xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị ngừng một chút Mã Tứ Phong đột nhiên quay sang dặn dò Mã Liêu. "Mã Liêu, ngươi lập tức báo cho Mã Viễn ngừng việc lập doanh hạ trại, suốt đêm dẫn quân tiến thẳng xuống phía nam hướng về nhạn môn quan. Lại cho khoái mã chạy về hành tỉnh Tây Bắc, báo cáo hành tung của cánh quân mạnh hổ cho hai vị đại nhân Lý Vũ và Nhạc Mông, nhanh lên." "Dạ." Mã Liêu âm âm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi. Trên Mao Sơn, giữa sườn núi, cổ vô đạo được hùng bá thiên và lan hào hộ vệ leo lên một đoạn vách đá đứng trên vách đá nhìn xuống dưới có thể thấy toàn bộ mao thành nằm trong tầm mắt thấy từng đoàn người cầm đuốc hệt như những con rồng lửa từ trong thành ào ạt xông ra ngoài cổ vô đạo không khỏi thở ra một hơi dài hùng bá thiên hừ lạnh một tiếng giọng hắn ông ông thằng nhãi mã tứ phong này quả nhiên trúng kế cổ vô đạo gật gật đầu buồn bã thở dài tướng quân quả nhiên cao minh Mã Tứ Phong thừa biết cách tướng quân dùng binh, thừa biết tướng quân thích dùng binh ra ngoài dự đoán của mọi người, như vậy lần này có mắc mưu cũng không oan uổng chút nào. Hùng Bá Thiên lại hỏi: "Tiên sinh, bây giờ chúng ta có nên xuống núi hay không?" Trước tiên đừng nóng nảy. Cổ Vô Đạo khoát tay, nghiêm nghị nói: "Ngươi đừng quên rằng, địch nhân mà chúng ta phải đối mặt không chỉ có mỗi mình Kỵ binh Bắc Phương của Mã Tứ Phong mà thôi, còn có hai đội đặc trách của Lý Vũ và Nhạc Mông." sau lưng còn có lão tạc sử di viễn chỉ huy. Chúng ta nên nghe theo sự sắp xếp của tướng quân, trước tiên hãy trốn kỹ trên mau sơn này hai ngày rồi hãy nói. Hùng bá thiên tỏ vẻ đồng tình. Vậy cứ trốn hai ngày rồi hãy nói. Cổ vô đạo lại dặn dò. Mặt khác dặn dò tộc nhân của ngươi trông coi cho thật kỹ đám công nhân và dân chúng mau thành, tuyệt đối không được để cho bọn họ trốn xuống núi, để tránh tiết lộ hành tung của quân ta. Tiên sinh cứ việc yên lòng. Hùng bá thiên nghe răng cười. Ta đã sắp xếp cho 300 tên tộc nhân mai phục ở các ngã đường có thể xuống núi. Một khi phát hiện có người nào tùy tiện xuống núi, không cần biết nguyên nhân gì. Lập tức hà sát, hư hư. Cổ vô đạo ngẫm nghĩ một chút, lại tiếp tục dặn dò. Dặn tộc nhân của ngươi, bất kể là ban ngày hay ban đêm, đều nghiêm cấm không cho nhóm lửa nấu cơm. Trong hai ngày này, các tướng sĩ chịu vất vả một chút ăn lương khô uống nước lạnh đi thôi. Trên đường từ Mao Thành đi đến nhạn môn quan, hơn 3.000 kỵ binh đang dục ngựa thẳng xuống hướng nam. Nếu như có người tới gần xem thử sẽ phát hiện ra cánh kỵ binh này có vẻ khác thường, bởi vì phần lớn binh sĩ trong đó đều bị cột chặt vào lưng ngựa, số có thể hành động thật sự chỉ có 4, 500 kỵ binh mà thôi. Tuy nhiên đáng tiếc là 4, 500 kỵ binh kia cảnh giới vô cùng nghiêm mật, bất cứ người nào có ý đồ tới gần đều sẽ bị bắn chết không chút lưu tình. Vì thế cho nên mãi cho đến bây giờ mà vẫn chưa có kẻ nào phát hiện ra sơ hở của cánh kỵ binh khác thường này. Không nghi ngờ gì, cánh kỵ binh này chính là cánh quân nghi binh do mạnh hổ xuất lĩnh, trong đó số binh sĩ chân chính chỉ có 500 cận vệ quân của Trương Hưng Bá mà thôi, còn lại hơn 2.000 người thật ra chỉ là dân chúng mau thành thay chiến bào của quân đoàn mạnh hổ. Mạnh hổ làm như vậy đương nhiên là vì muốn dẫn dụ quân kỵ binh Bắc Phương của Mã Tứ Phong cùng với hai đội đặc trách của Lý Vũ và Nhạc Mông. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, Trương Hưng bá từ phía trước dục ngựa chạy vội tới trước mặt Mạnh Hổ, lớn tiếng nói. Tướng quân, phía trước chính là vụ Mông Sơn, con đường dẫn về phía nam cũng chia thành hai ngã, một đường theo sườn tây của vụ Mông Sơn thẳng xuống phía nam tới nhạn Môn Quang, đường thứ hai theo sườn đông của vụ Mông Sơn thẳng tới Lạc Kinh, chúng ta đi đường nào bây giờ? trong mắt mạnh hổ thoáng qua một tia khác lạ, trầm giọng đáp. Đi sườn đông vụ mông sơn, tới lạc kinh. Dạ, theo sườn đông tới lạc kinh. Trương Hưng bá âm âm đáp lại, dục ngựa mà đi. Tên mãn hán này cũng không cần biết mạnh hổ muốn đi lạc kinh làm gì. Chỉ cần là quân lệnh của mạnh hổ ban ra, hắn sẽ chấp hành mà không hề do dự. Dù cho mạnh hổ thật sự muốn hắn mang theo 500 cận vệ quân đi tấn công lạc kinh, Trương Hưng Bá cũng tuyệt đối không khiếp sợ mà lui bước. Khi Mạnh Hổ đang xuất lĩnh 3.000 kỵ binh vòng theo sườn đông vụ mông sơn thẳng xuống phía nam, Mã Tứ Phong xuất lĩnh sư đoàn số 4 của quân đoàn Bắc Phương đang đuổi theo cách phía sau hơn trăm dặm về phía bắc. Tuy rằng du kỵ binh Bắc Phương phái ra tứ phía không ngừng chạy về báo cáo hướng đi mới nhất của cánh quân Mạnh Hổ cho Mã Tứ Phong, nhưng đáng tiếc là du kỵ binh Bắc Phương không thể tới gần cánh quân của Mạnh Hổ cho nên không biết rằng thật ra cánh quân này chỉ là nghi binh mà thôi, không phải là cánh quân thật sự của mạnh hổ. Mã Tứ Phong đang dẫn đầu đám kỵ binh dục ngựa chạy vội về phía nam, bỗng nhiên có một con khoái mã chạy ngược từ phía nam lên phía bắc rất nhanh. Mã Tứ Phong vội vàng cùng sư đoàn trưởng sư đoàn số 4 Mã Viễn và tham mưu trưởng Chu Bân dục ngựa ra nghênh đón. Rất nhanh kỵ sĩ kia đã chạy tới trước ngựa Mã Tứ Phong, ngồi trên lưng ngựa ông quyền vái chào, vừa thở dốc vừa nói, Tổng đốc đại nhân, có tin khẩn cấp từ tiền phương. Mã Tứ Phong trầm giọng nói. Nói mau. Kỵ sĩ kia thở hào hển nói. Mạnh hổ đã dẫn quân đi đường vòng theo sườn đông vụ mông sơn xuống phía nam. Sao? Cái gì? Kỵ sĩ kia vừa dứt lời, Mã Tứ Phong cùng với Chu Bân và Mã Viễn phía sau đồng thời thất thanh kinh hô. Mã Tứ Phong cau chặt đôi mày, mạnh hổ đã dẫn quân đi đường vòng theo sườn đông vụ mông sơn xuống phía nam rồi sao mạnh hổ muốn làm gì đây chẳng lẽ muốn bất ngờ tập kích đế đô lạc kinh sao chỉ bằng vào ba bốn ngàn kỵ binh của hắn vậy không phải là quá ngông cuồng sao phải biết rằng ở ngoại ô thành lạc kinh đang có quân đoàn cấm vệ tinh nhuệ nhất đóng tại đó ba sư đoàn cấm vệ gần mười vạn đại quân đủ để nghiền nát ba bốn ngàn kỵ binh của mạnh hổ trở thành bụi phấn Mã Viễn hít sâu một hơi khí lạnh, thất thanh kêu lên. Không lẽ tên mạnh hổ này muốn tấn công Lạc Kinh sao? Mã Viễn là em họ của Mã Tứ Phong, cũng là một thành viên trong hơn 2.000 lão binh sống sót trong cuộc Tây Chinh lần trước. Hai lần mạnh hổ công hãm Tây Kinh hắn cũng đã tự thân trải qua, cho nên mới thốt lên những lời kinh người như vậy. Nếu như người khác muốn tấn công Lạc Kinh căn bản chỉ là đi chịu chết, nhưng Mã Viễn tin tưởng rằng mạnh hổ tuyệt đối sẽ làm được, miễn là hắn nắm được cơ hội. Chuyện này không có khả năng. Chu Bân nghiêm nghị nói. Mạnh hổ hẳn sẽ không ngông cuồng đến mức độ như vậy chứ. Nguồn tại HTTP 2.2 gạch chéo truyền phun .vn Mã Tứ Phong cũng hiểu rằng ý tưởng này thật sự là quá điên cuồng, nhưng càng nghĩ càng thấy sự tình có quan hệ vô cùng trọng đại, cho nên mới nói với Mã Viễn. Không cần biết mạnh hổ đi vòng sườn đông vụ mông sơn rốt cục là muốn làm gì, tóm lại chuyện này không phải nhỏ, lập tức dùng bồ câu đưa tin về Lạc Kinh, báo với triều đình hướng đi của cánh quân Mạnh Hổ. Thành Lạc Kinh, tẩm cung của Mông Diễn. Mông Diễn đang tiếp tổng đốc Nam Phương Diệp Trấn Đông và tham mưu trưởng của quân đoàn Đông Nam Kim Sư đoàn trưởng Sư đoàn số 1 Diệp Định Nam. Cùng lúc tiến cung kiến giá với Diệp Trấn Đông và Diệp Định Nam còn có tả hữu phó thống lĩnh ngự lâm quân Diệp Định Quốc và Diệp Định Bắc. Bốn người này đều là anh em họ, cũng đều là những người ưu tú nhất trong lớp thanh niên của diệp gia hiện tại nhất là diệp trần đông tuổi còn trẻ như vậy mà đã leo lên địa vị tổng đốc một phương nếu như tính cả binh bộ đại thần diệp hạo thiên diệp gia có thể nói là một gia tộc vô cùng hiển hách tầm nhìn sâu rộng của sử di viễn cũng đã được chứng minh cụ thể đúng như hắn đã dự liệu trong vòng ba ngày quả nhiên diệp trấn đông và diệp định nam chạy về lạc kinh tuyên bố trung thành với mông diễn Chuyện này có ý nghĩa rằng toàn bộ Diệp Gia đã hoàn toàn hướng về mông diễn, cũng có ý nghĩa rằng mông diễn đã đoạt được hoàn toàn quyền lực của đế quốc trong tay mông khác. Hiện tại chuyện duy nhất mà mông diễn cần phải giải quyết là chấn chỉnh các thế lực phản đối ở các hành tỉnh địa phương. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, bởi vì kế hoạch của sử di viễn đã dần dần chiếm được lòng tin của mông diễn. Cứ như vậy mà tiến hành theo sử di viễn cuối cùng nhất định có thể giải quyết thuận lợi các thế lực phản đối tiềm tàng trong các đại hành tỉnh địa phương. Vua tôi nói chuyện thân mật với nhau trọn một buổi chiều, mong diễn giữ lại bốn người bọn dịp trấn đông dùng bữa tối, sau đó mong diễn đích thân tiễn bốn người ra tận cửa Thái Dương. Bốn huynh đệ của dịp gia thừa hiểu rằng mong diễn muốn lung lạc nhân tâm, nhưng ngoài mặt cũng làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt, tạ ơn vạn tuế rối rít rồi mới rời đi. Bốn người bọn dịp trấn đông vừa mới rời khỏi cung, mông diễn liền nhận được tin do mã tứ phong cho bồ câu đưa tới sau khi biết mạnh hổ muốn dẫn quân chạy tới lạc kinh mông diễn giật mình kinh hãi không ít cho dù bên ngoài thành lạc kinh còn có ba sư đoàn cấm vệ đóng quân ở đó mông diễn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát chính là vì hung danh của mạnh hổ đã quá cường thịnh hơn nữa hiện tại mông diễn đã là hoàng đế của đế quốc hắn cũng không muốn mạng nhỏ của mình trở thành đồ chơi trong tay mạnh hổ lập tức mông diễn không dám chậm trễ vội vàng cho triệu đế sư sử di viễn vào cung nghị sự hoàng đế đã triệu kiến tự nhiên sử di viễn cũng không dám chậm trễ vội vã vào cung ngay lập tức sau khi xem qua phong thư do mã tứ phong cho bồ câu đưa tới vẻ mặt của sử di viễn thoáng qua một tia âm hiểm cười nói bệ hạ không cần lo lắng đây chỉ là kế nghi binh của mạnh hổ mà thôi kế nghi binh mong diễn câu mày lời này của ái khanh là có ý gì sử di viễn nói với giọng quả quyết. Bệ hạ, nếu như lão thần đoán không sai, cánh quân của mạnh hổ đi theo sườn đông vụ mông sơn xuống phía nam chỉ là nghi binh. Mà triển khai thế nghi binh xuống phía nam thẳng tới lạc kinh mục đích cũng chỉ có một, đó chính là dẫn dụ ba đường truy binh của mã tứ phong, lý vũ và nhạc mông, dọn sạch con đường ngang qua hành tỉnh bắc phương cho quân của mạnh hổ tiến vào đại hoang nguyên. Mông diễn vẫn còn hơi lo lắng, lại hỏi vạn nhất cánh quân chạy tới Lạc Kinh không phải là nghi binh thì sao? Vậy cũng không có gì phải lo lắng. Sử Di Viễn thờ ơ nói. Nếu quả thật mạnh hổ dám dẫn quân tiến tới Lạc Kinh, vậy chính là hắn tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên theo như vậy, kế hoạch chúng ta mượn mạnh hổ để chấn chỉnh các thế lực phản đối ở các đại hành tỉnh địa phương sẽ thất bại, nhưng nếu có thể quét sạch chướng ngại là tên mạnh hổ kia, kết quả cũng không đến nỗi không tốt lắm. Mong diễn cao mày. Sự ái khanh, hành tinh Kinh Kỳ đã mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra việc đao binh. Ý của Mông Diễn thật rõ ràng, nếu như để cho cánh quân của Mạnh Hổ đánh vào hành tinh Kinh Kỳ, cho dù cuối cùng có thể tiêu diệt được cánh quân phản loạn này, cũng sẽ tạo nên một sự đã kích chưa từng có đối với uy tín của vị tân hoàng đế như Mông Diễn hắn và đối với cả đế quốc. Hơn nữa Mông Diễn cũng lo rằng Mạnh Hổ sẽ nhân cơ hội tiến vào hành tinh Kinh Kỳ mà truyền ra chân tướng cuộc tây chinh khi trước sử di viễn tự nhiên hiểu được nỗi lo của mông diễn, liền buông lời khuyên nhủ. Bệ hạ yên tâm, lão thần sẽ không để cho mạnh hổ có cơ hội tung tin đồn nhảm. Nói đến chuyện tin đồn, mông diễn không khỏi nghĩ đến mông nhiên, vị hảo hoàng muội này của hắn đã bị ái tình làm cho hôn mê đầu óc. Gần đây nàng luôn luôn cố gắng bôn ba khắp nơi, tuyên cáo với mọi người chân tướng của cuộc Tây Chinh mà nàng biết được. Chuyện làm cho mông diễn cảm thấy nhức đầu hơn nữa chính là, Mông Diễn Hắn không thể làm gì được vị hoàng mùi này cả. Thứ nhất, Mông Nhiên là công chúa của đế quốc, địa vị cao cả, thân phận tôn quý, và lại Mông Nhiên không hề tạo thành bất cứ mối uy hiếp gì đối với ngôi vị hoàng đế của Mông Diễn Hắn. Thứ hai, nguyên nhân vì có quan hệ với người cháu yêu hàng sở, cho nên quan hệ với Chủ tịch Viện Nguyên Lão Hàng Thuyết càng thân thiết hơn, thử hỏi với sức ảnh hưởng của Hàng Thuyết tại Viện Nguyên Lão. Mông Diễn Hắn sao dám động đến Mông Nhiên? sử di viễn thấy vẻ mặt của mông diễn lập tức nở nụ cười âm hiểm chuyện liên quan đến công chúa điện hạ bệ hạ hoàn toàn không cần phải lo lắng bất kể công chúa điện hạ có truyền rao ra bên ngoài như thế nào lời đồn vĩnh viễn cũng chỉ là lời đồn hơn nữa không bao lâu lão thần tin rằng sẽ không còn người nào chịu nghe những lời nói sằng bậy của công chúa điện hạ mông diễn nghe vậy giật mình kinh hãi hắn đã nghe ra trong lời nói của sử di viễn tràn đầy sát cơ mông nghiêng không giết được Vậy chẳng lẽ phải giết hết tất cả những người tiếp xúc với mông nghiêng hay sao? Thật ra không cần thiết phải giết hết những người đã từng tiếp xúc với mông nghiêng. Chỉ cần giết vài người đại diện là đủ, tin tức truyền ra thì còn ai dám qua lại với mông nghiêng nữa. Trời vừa sẩm tối, hai đội đặc trách của Lý Vũ và Nhạc Mông cũng vừa tiến vào trường đua ngựa Cô Sơn. Đại quân vừa tiến vào trường đua này đã trở thành hoang phế lập doanh hạ trại, đã có tin khẩn cấp do Mã Tứ Phong đưa đến tin tức này là do Mã Tứ Phong gửi đi lúc còn ở Mao Thành, cho nên trong đó chưa có tin mạnh hổ dẫn quân xuống phía nam thẳng tới Lạc Kinh. Bên trong hành dinh của Lý Vũ, xem xong tin tức của Mã Tứ Phong do khoái Mã đưa tới, Lý Vũ đưa mắt nhìn sang nhạc mông bên cạnh. Cất tiếng hỏi. Nhạc mông lão đệ, ngươi thấy chuyện này thế nào? Nhạc mông cau mày trầm ngâm một hồi, sau đó mới nói. Ti chức cảm thấy việc này có vẻ khác thường, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy sự phán đoán của sử di viễn đại nhân là chính xác. Mạnh hổ dẫn theo ba ngàn quân đúng là mang nhân theo bảo vệ công nhân, nhưng mạnh hổ đã cướp được ngựa ở trường đua ngựa Cô Sơn, vậy vì sao hắn lại chạy xuống phía nam? À, việc này quả thật có hơi kỳ quái. Lý Vũ gật đầu phụ họa. Theo lẽ thường mà nói, sau khi mạnh hổ cướp được ngựa, đúng ra hắn phải nhanh chóng tiến về hướng bắc. Lập tức nhắm hướng đại hoang nguyên mà chạy, quả thật không nên vòng xuống phía nam. Tuy nhiên bản tổng đốc thường nghe người ta nói, tên mạnh hổ này làm việc mỗi mỗi đều ra ngoài dự đoán của mỗi người, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được, vậy tin tức này không chừng là thật. Nhạc mông hỏi. Vậy Lý Tổng đốc dự định trả lời Mã Tổng đốc như thế nào? Lý Vũ không đáp mà hỏi lại. Theo ý lão đệ ngươi thì sao? Nhạc mông nghiêm nghị đáp. Ý ti chức sẽ nói rằng, cả ta lẫn ngươi đều nên án binh bất động thành lạc kinh tẩm cung của mông diễn mông diễn nói với sử di viễn cho dù ái khanh đã biết được cánh quân của mạnh hổ xuống phía nam chỉ là kế nghi binh vậy có cần phải lập tức đem tin tức này phi báo ngay cho bọn ba người lý vũ nhạc mông và mã tứ phong hay không phi báo cho ba người lý vũ nhạc mông và mã tứ phong sử di viễn lắc lắc đầu cười âm hiểm Chẳng lẽ Bệ hạ đã quên kế hoạch của chúng ta rồi sao?" Mông Diễn trầm giọng. Ái Khanh muốn nói là không sai. Sử Di Viễn nở nụ cười âm độc. Lý Vũ giả tâm bừng bừng, sớm đã không có lòng thần phục, thân phận thực của Nhạc Mông thần tin rằng trong lòng Bệ hạ cũng đã biết rõ. Còn về Mã Tứ Phong, tuy rằng hắn là một quân nhân thuần túy, Mã gia ở Bắc Phương cũng lấy trung nghĩa mà lập danh. Nhưng dù sao đi nữa chức tổng đốc Bắc Phương của Mã Tứ Phong cũng là do Yến Vương bổ nhiệm. Mông Diễn lại hỏi: "Vậy ý của ái khanh là tạm thời giữ kín không nói ra hay sao?" "Đúng, tạm thời giữ kín không nói ra." Sử Di Viễn gật đầu. "Nếu như ba người Lý Vũ, Nhạc Mông, Mã Tứ Phong trúng kế nghi binh của Mạnh Hổ, để cho quân của Mạnh Hổ lẻn vào hành tỉnh Đông Bắc, lúc ấy bệ hạ sẽ thừa cơ đoạt lấy binh quyền của ba người bọn họ." đến lúc đó ba người cũng không có lời nào để nói, các quý tộc nguyên lão trong viện nguyên lão cũng sẽ ra sức ủng hộ bệ hạ mà thôi. Mông diễn gật gật đầu, lại hỏi với vẻ lo lắng. Ái Khanh, làm như vậy có thể nào để cho mạnh hổ chạy thoát hay không? Sử di viễn cung kính đáp. Xin bệ hạ yên lòng, lão thần đã bày ra thiên la địa võng, mạnh hổ không thể nào trốn thoát. Tác được lấy tại truyền phun.vn Trường đua ngựa cô Sơn trong hành dinh tạm thời của Lý Vũ. Nghe xong lời của nhạc mông, Lý Vũ nói với giọng quả quyết. Tốt, vậy cứ theo lời lão đệ ngươi, án binh bất động. Ở một nơi sâu trong Mao Sơn, hơn 2.000 mang nhân và hơn 500 công nhân đang ẩn náu sâu trong rừng rầm. Bóng đêm mờ mịt. Hùng bá thiên đi tới trước mặt cổ vô đạo, khẽ giọng thi thao. Tiên sinh, xem ra chung quanh không còn cánh quân nào khác, chúng ta có thể xuống núi được chưa? gấp gì chứ? Cổ vô đạo nghe vậy không khỏi cau mày, quể oải nói. Trước khi đi không phải tướng quân đã dặn trong vòng hai ngày chúng ta không được xuống núi hay sao, bây giờ mới chỉ có một ngày trôi qua ngươi đã không nhịn nổi. Hùng bá thiên bực bội hừ một tiếng, dùng tiếng của mang nhân mà cổ vô đạo nghe không hiểu nói hai câu gì đó rồi xoay người rời khỏi. Vẻ mặt cổ vô đạo không khỏi toát ra một tia lạnh lẽo, thầm nghĩ tướng quân quả thật nhìn xa trông rộng nếu như không phải trước khi mạnh hổ xuống núi đã để lại quân lệnh chưa đủ hai ngày thì không được xuống núi e rằng hùng bá thiên và đám mang nhân này đã liều lĩnh xuống núi mất rồi đám mang nhân này căn bản là không nghe theo lời cổ vô đạo hắn bất quá ngày mai phải làm sao đây bây giờ cổ vô đạo mới phát hiện ra rằng cầm quân một mình quả thật không phải là chuyện dễ dàng trước giờ cổ vô đạo đi theo dưới trướng mạnh hổ chỉ nhìn thấy mạnh hổ cầm quân đánh đông dẹp bắc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi rất tự nhiên dường như thực hiện rất dễ dàng. Thế nhưng bây giờ đứng vào vị trí của mạnh hổ. Thật sự để cho cổ vô đạo cầm quân một mình, hắn mới phát hiện ra rằng cầm quân một mình không phải là một chuyện dễ dàng gì. Trên quan đạo bên sườn đông vụ mông sơn. Mạnh hổ đang xuất lĩnh hơn 3.000 kỵ binh đi trong đêm tối thẳng về phía nam. Trong ánh sáng mờ nhạt, Trương Hưng bá dục ngựa tới trước mặt mạnh hổ, lớn tiếng nói. Tướng quân, bây giờ đã quá nửa đêm, truy binh ở phía sau phỏng chừng cũng đã hạ trại, các huynh đệ chúng ta cũng đã mệt mỏi, có phải nên tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi, chờ đến hừng đông rồi hãy tiếp tục lên đường. Mạnh hổ lắc đầu quả quyết. Không được, không được nghỉ. Ngừng một chút, mạnh hổ lại nói. Hãy nói với các huynh đệ, không được sợ khổ cũng không được sợ mệt, kiên trì chính là thắng lợi. Trương Hưng bá ầm ầm đáp lại. Ti chức đã hiểu, kiên trì chính là thắng lợi cũng trên sườn đông của vụ mông sơn, phía sau cánh quân của mạnh hổ hơn trăm dặm. Mã Tứ Phong đang xuất lĩnh hơn hai vạn kỵ binh của sư đoàn số bốn đuổi theo bén gót cánh quân của mạnh hổ. Mắt thấy đã nửa đêm, các tướng sĩ sau một chặng đường hành quân gấp rút đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng Mã Tứ Phong vẫn không có ý ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Mã Viễn bên cạnh sốt ruột không nhìn được, bèn dục ngựa tiến tới nói. Tướng quân, hay là hạ trại nghỉ ngơi trước đã? Không được." Mã Tứ Phong lắc đầu quả quyết. "Quân phản loạn không hạ trại, chúng ta cũng tuyệt đối không hạ trại. Ngươi hãy nói với các huynh đệ, chỉ mới hành quân gấp rút một chút như vậy đã là gì chứ? Lúc chúng ta liên tục chiến đấu trên các chiến trường Trung Châu, sư đoàn số 4 chúng ta từng liên tục 3 ngày 4 đêm không ngủ, hành quân gấp rút liên tục 500 dặm mà không thở dốc chút nào." Mã Viễn thấp giọng nói. "Tướng quân Sư đoàn số 4 hiện tại không phải là sư đoàn số 4 khi xưa nữa. Ti chức lo rằng sau khi hành quân gấp rút trên một chặng đường dài như vậy, thể lực của các tướng sĩ sẽ có vấn đề. Mà mạnh hổ trước nay vốn giảo hoạt, nếu như hắn xuất kỳ bất ý dẫn quân đánh một đòn hồi mã thương, vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng. Mã Tứ Phong nghe vậy trong lòng thoáng động, nghiêm nghị gật đầu. Nỗi lo lắng của ngươi cũng không phải là không có lý, vậy thì hạ trại nghỉ ngơi thôi. Mặt khác đừng quên báo tin cho Lý Vũ cùng Nhạc Mông, bảo bọn họ dẫn quân bọc theo hai cánh, tranh thủ bao vây cánh quân của Mạnh Hổ trong vụ Mông Sơn, ít nhất không thể cho bọn chúng tiến vào được hành tỉnh Kinh Kỳ. Mã Viễn âm âm đáp lại, lĩnh mệnh mà đi. Tại trường đua ngựa Cô Sơn. Một đêm qua mau như chớp, hôm sau lúc trời vừa sáng, khoái mã của Mã Tứ Phong Phái đến rốt cục cũng đã chạy tới. Lý Vũ còn đang ngủ say thì bị người lay tỉnh hắn vội vàng xoay người ngồi dậy thì phát hiện ra bên cạnh giường mình chính là ngũ đệ lý đông và con trai độc nhất lý cử lý vũ liền hỏi với vẻ ngạc nhiên các ngươi có chuyện gì vậy lý đông nói với giọng vô cùng ngưng trọng đại ca vừa nhận được tin cấp báo do khoái mã của mã tứ phong đưa đến trong đó nói mạnh hổ đã mang theo mấy ngàn kỵ binh của hắn vọng theo sườn đông của vụ mông sơn xuống phía nam tiến thẳng tới lạc kinh sao lý vũ giật mình kinh hãi từ trên giường nhảy xuống lão ngũ ngươi nói cái gì lý cử liền đem lời lý đông vừa nói thuật lại một lần nữa trên trán lý vũ lập tức toát ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đối với tình cảnh của chính mình lúc này lý vũ vẫn tự hiểu rất rõ ràng hắn biết triều đình đã có lòng cảnh giác đối với mình lần này cố tình mượn danh nghĩa đuổi theo cánh quân của mạnh hổ mà bắt buộc quân đoàn đông bộ chia quân dụng tâm trong đó mười phần hiểm ác nhưng lý vũ vẫn tin rằng bằng vào địa vị của mình ở đế quốc Quang Huy. Trước khi triều đình có được bằng chứng chính xác, tuyệt đối không dám khinh xuất động đến mình. Nhưng nếu quân phản loạn của Mạnh Hổ đánh vào hành tỉnh Kinh Kỳ, hoặc là trực tiếp đánh tới chân thành Lạc Kinh, vậy vấn đề trở nên vô cùng nghiêm trọng, triều đình hoàn toàn có cớ để động đến mình. Khốn kiếp, tên Mã Tứ Phong này thật là ngu xuẩn. Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lý Vũ bắt đầu chửi mắng âm ỉ tên heo ngốc này cứ nói hùng hồn là muốn bao vây cánh quân của mạnh hổ ở trường đua ngựa cô sơn lại còn thằng nhãi nhạc mông kia nữa nói cái gì án binh bất động bây giờ thì sao sai hết cả lũ nếu như để cho quân của mạnh hổ thật sự đánh vào kinh kỳ bất kể kết quả như thế nào chỉ ảnh hưởng mà nó tạo ra cũng đủ làm cho lý gia chúng ta khó thoát lý đông buồn bã nói lần này quả thực là bị hai con rùa đen mã tứ phong và nhạc mông hại chúng ta thật khổ sớm biết như vậy lúc trước không nên tới hành tỉnh Bắc Phương, vốn chúng ta là đội đặc trách đường Nam, cần gì phải chạy đến hành tỉnh Bắc Phương xem náo nhiệt. Hiện tại thật là tốt, nếu như phản quân của Mạnh Hổ đánh vào hành tỉnh Kim Kỳ, trách nhiệm của đại ca là nặng nhất. Đừng nhiều lời nữa. Lý Vũ nổi giận đùng đùng. Bây giờ nói những lời vô ích đó còn có nghĩa gì? Đi, lập tức truyền lệnh, toàn quân xuất phát. Lý Đông và Lý Cử mặt xám như cho kéo nhau đi, trong doanh lập tức vang lên tiếng kèn liên miên không dứt. Nghe thấy tiếng kèn, các tướng sĩ đông bộ đang ngủ say chợt tỉnh, bắt đầu bật dậy mặt giáp, quân doanh vốn yên tĩnh bắt đầu trở nên náo loạn hẳn lên. Rất nhanh nhạc mông cũng đã biết được tin, lập tức bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Dù sao thì nhạc mông vẫn còn non nớt, chính vì hắn chưa từng trải qua những tình huống lớn như vậy. Tuy rằng hắn đã từng hỏa thiêu gần 10 vạn kỵ binh của đế quốc Tinh Hà ở Hồ Lô Cốc một trận, nhưng dù sau đó cũng là phần nhiều do may mắn, hơn nữa do quân đế quốc Tinh Hà sơ suất khinh thường, cuối cùng mới khiến cho Nhạc Mông một mình lập nên công lớn. Cho nên nếu so sánh với Mạnh Hổ, năng lực chống lại sự quấy nhiễu bên ngoài của hắn rõ ràng kém hơn hẳn. Nếu đổi lại là Mạnh Hổ, lúc này tuyệt đối sẽ không hoài nghi phán đoán của chính mình, nhưng Nhạc Mông lại bắt đầu trở nên dao động kỵ binh Bắc Phương của Mã Tứ Phong đuổi giết phản quân của Mạnh Hổ đã được hai ngày hai đêm, nhưng Thủy Chung không phát hiện được sơ hở gì, chẳng lẽ cánh kỵ binh đang chạy xuống phía nam kia đúng thật là phản quân của Mạnh Hổ sao? Vạn nhất phán đoán của mình sai lầm. Như vậy sẽ bỏ qua cơ hội bao vây tiêu diệt Mạnh Hổ, cuối cùng sẽ để cho Mạnh Hổ thật sự đánh vào hành tỉnh Kinh Kỳ, đây không phải là chuyện nhỏ. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Nhạc Mông cũng không dám trung thành với phán đoán của chính mình, vội vã hợp quân cùng Lý Vũ gấp rút xuôi nam. Trên Mao Sơn, ở một nơi sâu trong rừng rậm, Cổ Vô Đạo đang tựa vào một gốc cây đại thụ nhắm mắt dưỡng thần, cách đó không xa, Hùng Bá Thiên và Lang Hào giống như hai con gấu chó đang đi qua đi lại, vẻ mặt cả hai đều tỏ ra nông nóng. Nếu không phải e ngại quân lệnh của Mạnh Hổ ban ra trước khi đi, e rằng bọn chúng sớm đã phát tác. Trong mắt bọn chúng chỉ biết có quân lệnh của Mạnh Hổ mà thôi cổ vô đạo thì đáng kể gì chứ? Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên, một tên mang nhân vội vàng chạy vào rừng, nói với Hùng Bá Thiên. Nhị thủ lĩnh, dưới chân núi phát hiện rất đông quân đội của người Trung Thổ. Sao? Rất đông quân đội của người Trung Thổ. Hùng Bá Thiên và Lan Hào đồng thời dừng bước, cổ vô đạo bên cạnh cũng mở bừng mắt ra. Đến khi ba người cổ vô đạo, Hùng Bá Thiên và Lan Hào vội vàng lên tới vách núi quan sát, quả nhiên thấy từng hàng đuốc thật dài đang từ dưới chân mau sơn ào ào xông ra theo như thanh thế và quy mô ít nhất cũng có hai sư đoàn năm sáu vạn người nhìn thấy trận thế rầm rộ như vậy hùng bá thiên không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh nghiêng đầu khẽ nói với cổ vô đạo cha chả quân địch nhiều như vậy sao nếu không có quân lệnh của tướng quân bảo chúng ta sau hai ngày mới được xuống núi không khéo chúng ta sẽ bị cánh quân này chặn đầu bao vây tiêu diệt bây giờ ngẫm lại mới cảm thấy giật mình. Cổ vô đạo bật cười to. Tướng quân nói rất đúng, quả thật là gừng càng già càng cay, tuy rằng ở hồ lô cốc nhạc mông đã có biểu hiện không tồi, nhưng hắn so với tướng quân vẫn còn non nớt. Tướng quân đã dự liệu hắn không thể nào nhịn được quá hai ngày, bây giờ còn chưa tới hai ngày, thằng nhãi này quả nhiên đã mất kiên nhẫn, ha ha ha. Hùng bá thiên ồm ồm hỏi. Tiên sinh, lúc này chúng ta xuống núi được chưa? Tư. Ừ. Cổ Vô Đạo vui vẻ gật đầu. Chờ cho địch nhân dưới chân núi đi hết, chúng ta sẽ xuống núi chạy thẳng tới hồ Lô Cốc, sau đó tìm một sơn cốc bí ẩn nào đó ẩn nấp, chờ tướng quân tiến đến hội hợp với chúng ta.